Ây da. Ồ, ăn ba cái cà chua lạ. Tự nhiên lúc này anh Cường đang thèm. Ngọt. Quá được cảm luôn. Mày biết phương châm sống của anh là sao? Cái gì? 3-4 cái miếng ăn là miếng nhục. Hiểu không? Đừng có gì miếng ăn mà làm. Làm nó xấu cái cuộc đời của mình để mà thiên hạ nó dị nghị mình. Anh á, phương châm sống của anh này. Có ít thì ăn ít. Có nhiều á thì ăn nhiều. À, không có thì không chịu. Ok. Xin chào tất cả các bạn đã đến với vlog của Miu Seven. Và mình là Miu Seven. Mình là bác sĩ em. Ok. Bác sĩ. Và hôm nay mình đến với các bạn bằng một trò chơi, đó là vòng quay ít nhiều. Và trên bàn của mình đang là hai cái dĩa đồ ăn ít nhiều. Và còn rất nhiều đồ ăn ở đây nữa. Cũng là ít nhiều luôn. Sẽ sắp xếp vô đó là ít nhiều luôn. Thể loại chơi của tụi mình là gì? Đó là mình và bạn bác sĩ em sẽ lần lượt bấm vô cái vòng quay này. Đó, ví dụ vậy. Đó. Thì nếu mình bấm được cái này là nhiều đó. Đó, mình bấm được nhiều đi thì là mình sẽ ăn nhiều và bạn này sẽ ăn ít. Ăn cái phần ít. Mình sẽ ăn phần nhiều. Ngược lại, mình bấm phần ít thì mình sẽ ăn phần ít và bạn này sẽ ăn phần nhiều. Ok. Và không nói ít. À lộn, lại ít nhiều nữa rồi. Không nói nhiều nữa. Tụi mình sẽ bắt đầu bước vào trò chơi. Rồi anh về nha. Trời ơi. Anh cũng nghe anh nha. Sáng ngoài. 1, 2, 3. Mình quay trước hả? Quay trước đi. Rồi coi nha. Rồi lên. Rồi lên quay lại ra ngoài. Rồi quay lại. Nhiều, nhiều. Sao cái ngoài mà vậy? Quay tiếp. Vậy mình đi hai chứ mình vô liền. Rồi. Vậy là bác sĩ em ăn nhiều, Cường ít. Rồi đó. Sướng. Anh Cường, vậy là tính ra là ngon hay là dở? Vậy tính ra là ăn lời hay lộn? Vậy là sướng hay là khổ? Khổ á. Khổ hả? Thôi cứ ăn có cái phục cái tính mình á thì có ít ăn ít. Có nhiều ăn nhiều, không có không chịu. Mà cái này gần như là không có rồi. Cái này mà khi mà no á thì mới gọi là sướng. Còn đang đói là khổ đúng không? Mà sát nước bạn. Ăn nhanh cái mức. Cười cả nhìn kìa. Không, không có cho nha. Ngất miếng ngất. Thế hả? Thế chứ. Trong lúc chờ nó ăn thử mình quay tập. Quay sao mà để được ăn nhiều cái này mấy bạn biết không? Toàn món ngon luôn á, đặc biệt là trứng nè. À không, cà chua rồi thì mình phải quay ít lại. Cắt à? Chua với tắt thì quay ít lại. Còn mình cố gắng quay được nhiều trứng. Nhiều trứng. Cường đang đói. Nhiều quá. Nhiều. Ấy, bà mẹ nó số mình sao toàn ít chơi không mà trời. Rồi, hay quá. Vỗ tay. Rồi, tiếp tục. Ok, và bạn Sang của mình, bạn bác sĩ em của mình đã ăn hết rồi mấy bạn. Và bây giờ sẽ tới màn thứ hai nha. Giờ tới gì? Giờ ăn tương lượng luôn đi.
mà thứ hai tự lựa một cái tắc trước cho nó hoàn tắc cho nó máu một trái với ba trái một trái ăn trái này năm trái trái này một trái mình để cái vị trí này là không phải là tương ứng cho từng người đâu nha. Nè quay hên xui có thể mình đảo luôn vị trí này luôn cũng được. Ôi chà. Rồi, hồi này ai quay? Bác sĩ em quay. Bây giờ tới lượt anh Cường quay. Năm trái sẽ thẳng hàng cho mọi người coi luôn. Á, lằn lóc không nên xếp thẳng hàng được. Đó, năm trái đó. Nhiều ăn rồi á. Nhiều ấy. Khỏi úp đi anh ơi, úp làm gì? Úp cho nó hoành tráng. Rồi, tới lượt anh Cường. 1, 2, 3, 4 Điều, điều, điều Điều, điều, điều Điều, điều, điều Yeah, yeah. Thích nè, rồi. Cái này là mình có diễn tập trước rồi mấy bạn ơi. Sao? Sổ, đúng mời bạn. Mời bạn. Mày hả con? Anh tắt. Không. Số nó giàu là giàu thằng ơi. Ừ, số nghèo là nghèo à. Nhưng mà em muốn nghèo. Mày muốn thiên hạ người ta muốn giàu cũng được. Mày muốn nghèo. Trời ơi. Ngoài mà mình gương được ít nhiều hết các. Hai trái rồi. Ta ăn đồ chua á là biết sao. Ăn đồ chua mà lên mạng đồ này kia quay phim để cho khán giả ta coi thì phải ăn để cho khán giả ta chảy nước miếng phải ăn vậy nè. Ăn nè. Con cứ ăn nè. Đó, thấy chưa? Trời nhiều. Dạ đẹp. Nó không có chảy nước miếng là thôi luôn. Người có trái nó vậy á. Có tâm vô ăn mà phải nhận cảm giác sung sướng á. Ngon. Ừ, đã sướng. Ngọt ngay. Ăn được cả luôn. Trời ơi. Từ nhỏ tới lớn mà. Ai như cái mặt mày. Từ nhỏ tới lớn mà. Ít nó vậy đó. Nhiều đi rồi biết cái cạnh ha. Đâu, ăn thêm cường coi. Hai, ba. Hai, ba. Tình cảm vô. Ngon ngàn lần coi. Phát ra âm thanh luôn. Nè, chóp, chóp, chóp. Sướng rồi, sướng rồi. Sướng lắm các bạn ạ. Đúng rồi, từ nhỏ tới lớn mà từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ mình chưa thấy mà trái tóc nào mà nó ngọt ngay, ngọt như quýt cái bè vậy đó. Làm đó hai trái đi. À, nó sẹp quá. Của mày, mày ăn. Mày, mày ăn. Mấy người mà ít, to mồm lắm. Nhiều, nhiều đi rồi biết. Ủa? Ê, răng quá cười. Khó mình làm trước. Ok, và bây giờ tiếp tục tới lượt bạn bác sĩ em sẽ quay xin mời bạn. Họ quay được. Lấy nhiều luôn hả? Thân may mắn này trở về. Thân may mắn này trở về. Các bạn. Anh Cường là nhiều. Anh Cường đang đói. Sáng giờ chưa ăn gì hết. Quá ngon. Ok các bạn, mà mình chỗ toàn ăn uống một cách ngon lành. Đúng rồi. Bình thường bạn ơi, cái này không có gì đâu. Tắt nó qua rồi. Đúng không? Trời ơi, quá biểu cảm luôn. Địch. Nó ngon. Cường đang đói đó. Đói quá anh Cường. Qua giờ cho anh đi đâu. Qua giờ vơ bỏ đói đâu cho anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
điện mẹ cho vào đói ngoài đường á. Lang thang ngoài đường. Lang thang ngoài đường á. Bây giờ tới màn thứ tư nha. Màn thứ tư đó là bên nhiều sẽ có ba trái trứng. Trứng gà này luộc rồi nha. Và bên ít là có một trái trứng. Bây giờ là tới lượt mình sẽ quay. Đây, lại họp. Nhiều đi, nhiều đi, nhiều đi, nhiều đi. Ít. Đó, cũng vừa bụng luôn. Vừa bụng luôn. Bác sĩ em ơi. Vô đi. Chết tại bác sĩ em rồi. Nhiệt tình cho bác sĩ em. Không cho để dành chiều ăn nha. Không cho để dành chiều ăn. Miền chúng đất bồi phù sa, người miền chúng gian khó nhiều đời qua. Đau quá. Từ khi anh xa quê nhà, là từ đó mơ mong người ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuộc thi sắp sửa đến hồi kết thúc thì chúng tôi nghe văng vẳng ở đâu đó tiếng rao từ ngoài cửa sổ vọng vào. Ai lông gà lông vịt lông vít chỉ có không là mình kéo kéo đây. Nghe nhờ. Tôi không có tiêu anh được không? Không à. Tiêu đòi hỏi quá. Bớt đòi hỏi đi. Nó. Hay quá. Tất cả à. Đâu đâu tiếp. Dằn mắt cái bụng. Lì. Hay lì. Hay quá. Bố tay. Bố một tay bố tay cho bác sĩ em. Bác sĩ em ơi. Rồi. Bây giờ sau đây là cảm xúc của anh Cường. Cảm xúc hả? Cho ý kiến đi anh. À, ý kiến của anh là không cảm xúc. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau, yêu nhau ta. Anh sạc quá. Sao bác sĩ em là người gần nhất thế giới. Có cái cảm xúc. Có cảm xúc gì bác sĩ? Ờ, mặt nhăn nhó vậy là biết có cảm xúc. Không, không rồi. Sao? Không ạ, không ạ. À, kính thưa quý vị và các bạn, là màn thứ 3 là tụi mình sẽ nói nhiều nữa nè. À, màn thứ 3 là màn đặc biệt nhất. Đó là một cái giải đặc biệt. À, màn này sẽ quay đó là... À, quên lộn. Màn này là màn thứ 5 không ta? Ừ, đúng rồi. Màn thứ 5. Đó là một cái giải đặc biệt. Ăn luôn các bạn. Cũng là ít nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ để cái dĩa lên. Không, không, không ăn. Bánh em bỏ hả? Không, không. Thì sai rồi. Cái đó là suy nghĩ sai rồi. Chơi là chơi cho thật sự chứ không phải là chơi bậy. À, màn thứ 5 của tụi mình đó là cũng là một màn vòng quay ít nhiều luôn. Nhưng mà tụi mình sẽ ăn là bên dĩa nhiều sẽ có 3 trái dưa hấu và bên dĩa này là sẽ có 1 trái dưa hấu. Ok, mang dưa hấu lên mấy bạn ơi. Giỡn chơi thôi chứ không ăn dưa hấu chết. Ok, và giỡn thôi với các bạn vui. Đó thôi quá. Chứ ăn 3 trái dưa hấu với 3 nải chuối là chết á. Chết liền luôn á, lăn ngã cái bịch là chết liền luôn á. Ok, và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Và thay mặt cho anh em bác sĩ cũng như là Miu Seven, mình xin gửi tới các bạn lời cảm ơn nha. À, chúc mình xin gửi tới các bạn lời cảm ơn nha. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube cho mình nha. Bye bye. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.